Bên kia là Folsom, bên mình là Fone, à không, bên mình là Folsom, bên họ là một Greg, một cái gì? Vâng, một Greg, một AC bên bạn, bên mình là một Folesian và một Sam. Cần rồi. Trận này chúng ta xem hành máy của Gunny trước. Trận trước là một trận cầm Yamato, bài là tạm ổn nhưng mà một trận người gọi là chém không thành công. Vâng, trận đấu hai mình là một phô một xăm, nói chung là phô xăm hai quân có gọi là lưỡng tính, vòng đánh cái gì cũng được mà nó cũng chả khỏe về cái gì cả. Phonician sẽ có lợi thế một chút về đánh chém và về đánh cung. Bạn này mình sẽ muốn đánh cái gì đây? Rừng có, đồ ăn có, đồ ăn gần đủ rồi. Hai đàn hiêu cộng một con voi. Và đây sẽ chi bét đầu tiên của anh. Không, như vậy là chết một dân hơi đen. Một đó là phụ ở đằng xa xa. Hai bét đang thiết kế. Vâng, 27-1 như vậy còn 26, một trận kích đời hơi muộn của Gunny nhưng mà trận này lên đời lực rất là tạm ổn. Mà anh máy của nó một vòng bài có vẻ hơi liều tiều nhỉ. Ăn được bốn con hiêu. Quả phụ có, một trận cũng không phải lên đời sớm của nó một. Bạn này không đánh được cung rồi. Một S đánh cung sao? Thank you.
Rồi, như vậy là cuối 10 dành cho đội 1. Một trận anh sẽ phải đánh chém. Bên phía Gunny sẽ điểm số cao, thế là tôi nghĩ là điểm số cao, điểm số giò thôi. Gunny cũng vừa mới kích thôi, như vậy là điểm số giò. Bên kia dường như cũng không phải là hai bài quá phũ phàng. Đẩy con ngựa rồ lên, mục tiêu là góc 12 giờ. Hình như là gặp màu 4 thì phải. Không, thế như vậy là gặp màu 2. Màu 2 chỉ là người cầm Greg thôi. Nhưng mà như là bài là kín quá. Chơi luôn. Vâng, với cái những con Summer là anh rất tự tin. Rất tự tin và anh không thèm để người giáo thủ đi công luôn. Xem thấy nhà màu 2 như thế nào. Vâng, màu 2 còn em đang chờ. Vâng, công giáp cho con ngựa giỏ. Màu 2 chính thức khung nhà. Bài màu 2 là rất đẹp. Khung nhà rất là đơn giản thôi. Vâng, ở tôi chơi. Vâng, đúng là Van Lớp. Có lẽ anh đang quay về nhà và vẽ ruộng hay là làm cái gì đấy. Vâng, có lẽ anh quay về nhà vẽ ruộng hoặc là làm cái gì đấy. Vâng, bảo sao mà đưa anh chết giò một cách là quá lãng xẹt. Rồi, bánh xe. Đó, con giò sẽ tạt cánh đánh đầu. Quấy một chút nhà của đối thủ 4. Giò một bài mà vừa ống ruộng vừa điên hoang. Công giáp đầy đủ con ngựa giò này. Bên họ cũng đã lên xong bánh xe rồi. Vâng, chỗ này là rất nhiều sư tử. Một bài vừa đắp ruộng vừa ăn hoang. Bài này thì thừa sức cân nhà của màu 2. Nhưng mà tôi nghĩ là màu 2 sẽ đánh y đấy. Màu 2 sẽ đánh y trận điều này. Và phải làm cách nào đó để có thể cầm được nhà màu 2. Vâng, nhiều khả năng không công được rồi. Màu 2 mà bài đánh 1L thôi thì phải. 1L thôi nhưng mà nó một vẫn đang chưa làm gì được hai em thủ bên bên kia. Chọc màu 2 một chút. Đây là Gunny. Và Gunny đẩy tên cung đầu tiên. Nhưng mà màu 4 cũng đã có tên cung đầu rồi. Sai 5 con nhỉ. Ui dồi ôi, một cái E thôi. Vâng, còn giờ lỗi một con voi. Vòng màu 2 đang có một tên tạt cánh rất tốt, khiến cho Gunny bị mất tới 3 con nông dân. Xe 231 thiếu một trận này. Em đen mất rồi. Rồi, bỏ kín nha mình lại. Một tên mà bị hơi yếu một chút. Không sao, với phone xe sự phát triển nó rất khỏe thôi. Big là AC. Vâng, đối đầu giữa hai cùng với nhau thì chắc là AC sẽ là cửa trên rồi. Nhưng mà mình có lợi thế về sức phát triển. Đây, sơ tên đấu cùng. Vâng, đang cố gắng điều rờ trước những con cùng của AC. Và tên này thì dường như là ngang phớ. Vẫn ngang phớ rồi. Cùng Hoàng Nhi dưới đông một chút, lùi lại và chờ những con lạc đà của nó một sang. Vâng, một tên bị lọt vào Ego. Một mày mà Greg chém khá là hiệu quả của Velop. Còn mất vậy gỗ rồi. Không cầm quân về thủ thì làm sao mà đỡ được tên này. Tên này không công được là bên mình mệt đấy. Tên này bắt buộc phải công, lạc đà nó một là rất đông. Lùi lại một chút, không có gỗ, nó một cho gỗ đây. Vâng, Hoàng Nhi đứng cái thế cùng nó quá đẹp. Tên này chơi được không? Khó vâng. Tỷ số sẽ là 2-0 dành các thủ với Hà Nội. Một trận màu bài Gunny là hơi xấu mà nó 1 thì không làm gì màu 2. Màu 2 là quá kín. Mặc dù lượng đá anh tích được là rất nhiều nhưng mà nói chung là hơi khó. 2-0 rồi, chúng ta sẽ đến với chung kết đầu tiên dành cho bên mình.